đến với vòng này thì Xuân Nghị bóc được đề tài là Aladdin và cây đèn thần. Thì khi mà bóc được thì Nghị rất là vui, bởi vì đây là một cái đề tài mà rất là dễ khai thác. Nhưng mà sau khi về nghiên cứu thì Nghị lại cảm thấy đó là một cái rất là khó khăn, bởi vì những cái đề tài này thì người ta đã khai thác rất là nhiều rồi, cho nên là cái nguồn nó sẽ ít lại, mình sẽ ít nguồn để mình khai thác thêm. Và Nghị nghĩ rằng đề tài này thì cũng là một cái đề tài mà vừa là cơ hội mà cũng vừa là một cái thử thách của mình. Và thực sự ngày hôm nay thì Nghị diễn thì không được vừa lòng cho lắm, cho nên là nếu như mà may mắn lọt vào vòng trong thì Nghị sẽ cố gắng hơn nữa để lấy lại chính mình, chính bản thân của mình. Ta lại băng kẹt, ta băng qua sông, ta băng qua suối, ta băng với biết bao nhiêu cơn rạn, rồi cuối cùng ta cũng tới kịp. Là cuối cùng ta cũng tới kịp. Trời đất ơi, vậy là cuối cùng bao nhiêu sự gian nan vất vả, ông tới nước biển rồi. Những cái mặt là muốn ăn nữa đúng không? Không, đừng đừng mà, chưa no phải không? Chưa no phải không? Rồi, để nữa. Đi, đi. Ra sơ ri nữa đi. Ủa sơ ri hoài vậy? Mày có ăn không? Mày cho mày có ăn không? Ăn đi! Ở cái chỗ đó thì nhìn ra giả, vì sao khi ta thì thần nhìn ra cái giả? Ta là một vị thần! Nhưng mà này, đó. Nhưng mà này. Ta là một vị thần! Rồi, nói tiếp đi. Ta là một vị thần! Ta cần phải vùng vẫy ở một nơi biển lớn, có nhiều sự tự do! Xa chứ đâu xa, từ cho đi ông ta bơi ra ngoài biển, đại dương gì đó không, ta dòng lại thì ngàn hỏi sao xa, nghe không? Ở đằng xe, có thấy một đèn cá mập đang tổ chức event. Ủa, cá mập tổ chức event hả? Tại vì nó đông quá thì tao quyết định như vậy.